Xin chào quý vị và các bạn. Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng là nơi tập trung tất cả các sở ban ngành và văn phòng ủy ban nhân dân của thành phố. Do đó, hàng ngày tại địa điểm tầng 2 của tòa nhà diễn ra rất nhiều cuộc họp tại các phòng họp khác nhau. Ngoài ra, do thiết kế chủ đạo của tòa nhà là một khối trụ, hành lang đi bao quanh khối hành lang, những điều này đều gây khó khăn cho khách hàng tìm đến được phòng họp. Chính vì vậy, cần có một nhân viên chịu trách nhiệm hướng dẫn khách hàng để tránh sự nhầm lẫn cũng như mất thời gian của khách hàng. Và sau đây sẽ là công việc của một nhân viên nhận nhiệm vụ hướng dẫn khách hàng đến nhị họp. Nhân viên sẽ được nhận lệnh phân công của trưởng bộ phận trước khi vào ca làm việc để có thể chủ động nắm bắt đầy đủ thông tin về các cuộc họp cùng diễn ra, đặc biệt là địa điểm, thời gian và nội dung cuộc họp. Kiểm tra diện mạo tác phong trước khi làm việc là công việc không thể thiếu của bất kỳ một nhân viên nào của công ty, vì đó là thể hiện sự tôn trọng khách hàng và giữ gìn hình ảnh của công ty. Trước khi cuộc họp sớm nhất diễn ra 30 phút, tôi sẽ bắt đầu công việc của mình. Đầu tiên là bật sáng các bóng đèn hành lang để đảm bảo đủ độ sáng cho khách hàng di chuyển. Tiếp theo, kiểm tra mọi vấn đề liên quan đến cửa ra vào, cửa thoát hiểm xem có vấn đề gây cản trở hay nguy hiểm cho khách hay không. Nắm rõ tất cả các lối thoát hiểm cho mọi vị trí tại khu phòng họp. Sau đó di chuyển về vị trí thuận lợi nhất để tiện hướng dẫn cho khách. Luôn chủ động chào khách và hỏi khách muốn đến phòng họp nào, hoặc mượn giấy mời họp của khách để biết được chính xác phòng họp. Trường hợp khách chỉ biết nội dung cuộc họp thì cũng phải nhanh nhẹn xác định phòng họp và hướng dẫn cho khách. Luôn tập trung và nhiệt tình hướng dẫn với bất kỳ tình huống nào xảy ra, đó là nhiệm vụ của một nhân viên hướng dẫn. Như vậy là tôi đã giới thiệu xong về công việc của một nhân viên hướng dẫn phải làm. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.